Đến hẹn lại lên, xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với ngày thi đấu thứ hai của tuần thi đấu thứ năm của giải đấu VCT Pacific. Thi đấu chiến thắng liên tiếp, phải nhìn lại cái cách mà OQ họ đối đầu cùng với T1 khi mà họ cũng đã cố gắng tạo dựng được cho mình một cái lợi thế, đó chính là bắt được 3 khẩu súng của T1. Nhưng với một Saya player không còn gì để nói về cái sự tuyệt vời. Bọn chỉ trả một cái Dino Swarm lên khu vực tower này và sẽ cố gắng make defuse hoặc là sẽ cố gắng stick tới một nửa rồi. Và Flipsider còn phải hành động nhanh hơn, cố gắng make thêm lần nữa và chắc chàng sẽ mồi được vị trí của chàng Flipsider, quát ra kill cho chàng Munchkin để đưa T1 lên con số 10. Mọi lúc mà T1 cần và rõ ràng với vừa qua đã kill vừa rồi thì Munchkin đang đỡ cho T1 với một cái lợi thế rất lớn. Nhìn lại những gì mà anh chàng Munchkin đã làm vừa qua đã kill ở một round thi đấu mà OQ có cho mình cái lượng lợi thế tuyệt vời là vô cùng lớn, khi mà trước mặt đang là ban check rất kỹ từng góc vật liệu, cái việc spy chắc chắn sẽ không được đặt lại vào trong cuộc vân say A. Và kết quả sẽ là chiến thắng dành cho T1 với tỷ số chung cuộc sẽ là 2-0. Kết thúc cặp trận thi đấu đầu tiên với tỷ số quá tuyệt vời. Và đây sẽ lại tiếp tục là một cái chiến thắng dành cho những anh chàng người Hàn. Chào mọi người, trở lại với bàn luận luận sau cái khoảng thời gian nghỉ vừa rồi giữa các trận đấu. Và với cặp trận thi đấu thứ hai này thì chúng ta đang có một cái cuộc đối đầu tương đối là chênh lệch giữa DFM cũng như là Team Cyric. Khi Team Cyric đang được đánh giá nhỉnh hơn một chút xíu so với DFM đang là một đội tuyển phải đổi sổ như thế này. Soda vẫn đang cố gắng quẩy này, double kill có chẳng xe cái thùng phòng tiếp theo bằng luôn. Đó là bảo một cuộc phòng lao lên, có bạn thứ ba ở đây và sẽ lui về với con tay người đồng đội của mình, bắt đầu la lên bắn theo tiếp và quát ra kill. Anh chàng vẫn chưa có quá nhiều lượng thông tin tung vào những tay xe một cái đúng mà kẹp chéo, có được 3 bạn cho dubstep và vẫn chưa dừng lại ở đấy, nhưng mà tiếp tục spam vào bên trong khu vực spawn. Và Kenji đang bị khép góc lại hoàn toàn, check đất kỹ mà ai dành cho dubstep. Chúng ta hãy cùng xem lại cả 3 player của Team Secret họ sẵn sàng đấu đầu ở đây và cái câu chuyện còn lại chỉ là vị trí dubstep go kill mà thôi. Liên tục là những cái bàn thả thuật vô cùng chuẩn xác và cái flash vừa rồi của chàng Envy thật sự là quá đẹp đi. Kể cả chúng yếu họ vẫn muốn chủ động ở đây, nhưng mà Jeremy chủ động để được xin chết và Soldam bọn này hoạt động rất tốt. Và cái off predator này của mình double kill và shot pi của anh ta có được triple kill và hoàn toàn có thể tiến lên tiếp khi mà Envy bị cháy và quát ra kill thành công. Họng súng off predator của anh chàng đã sẵn sàng để có một pha ace ở bên trong ra thi đấu này, phát hiện là được dubstep và dubstep xin được chết một pha ace dành cho Soldam. Có những cái thời gian cùng đổ được trả ra và bây giờ cả đôi bên đều trao đổi với nhau, nhưng Soldam muốn không đổi nữa rồi, chim gãy cánh và chắc chắn là anh cũng không thể làm được gì nhiều. Một màn như vậy quá quái đến nửa chàng Bokum để kết thúc đi cái map thi đấu này, và đó thì là chiến thắng 2-0 cho các player của Team Secret.